Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 15 phút tối ngày 19 tháng 5, tại km 173 600 quốc lộ 4D thuộc thôn Luồng Láo 2, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện: xe khách hãng Hà Sơn Hải Vân biển kiểm soát 24B00976, xe bán tải Forester biển kiểm soát 24C13680 và xe máy biển kiểm soát 24K97219. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cốc San cho biết, mặc dù được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đến 23 giờ cùng ngày, ba cháu trên xe máy là Lý Ngọc T, sinh năm 2011, Vũ Đình T, sinh năm 2010 và Vũ Đình D, sinh năm 2010, cùng học tại trường trung học cơ sở xã Cốc San đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.